chuyện về một linh mục Việt Nam có ngoại hình thật nổi bật, giống diễn viên điện ảnh Hồng Kông những thập niên 90. Thịnh Long Vlog mến chào cộng đoàn, trước đây còn có làm một video chuyện về một linh mục ngoại hình nổi bật, giống diễn viên điện ảnh Hollywood với 105.000 lượt xem. Mới đây trên mạng xã hội đang lan truyền vài hình ảnh về một linh mục cũng rất điển trai, nhìn nhát qua giống diễn viên điện ảnh Hồng Kông. Điều đặc biệt và gây thiện cảm, đây là linh mục gốc Việt Nam. Nhìn qua hai bức hình này, chúng ta có thể thấy được, nhìn ngài rất giống với diễn viên Hà Gia Kính, một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Hoa ngữ, nam diễn viên trong bộ phim nổi tiếng Bao Thanh Thiên năm 1993. Thậm chí, ngài còn phong độ và điển trai hơn. Đó là linh mục, ca nhạc sĩ Tiến Linh, người Mỹ gốc Việt. Linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Linh được sinh ra tại Việt Nam. Khi còn là một cậu bé, ngài sống trong xứ với các linh mục. Những sinh hoạt bác ái xã hội, đam mê nhạc kịch cải lương đã tiềm ẩn trong con người của linh mục từ thuở thơ ấu lên 4, lên 5. Linh mục đã hát cho các anh chị, cho lối xóm, cho trường học, trong các ca đoàn, luôn solo trong các thánh lễ hoặc giao lưu hát ở các xứ đạo bên ngoài. Linh mục đã được học nhạc lý và làm cai trưởng ca đoàn thiếu nhi, huynh trưởng, hát cho cộng đoàn mỗi tuần khi ở tuổi thiếu niên. Từ tuổi thanh xuân đến các trại tị nạn ở Hồng Kông, linh mục vẫn đam mê các công tác bác ái xã hội, dạy giáo lý, sinh hoạt giới trẻ, cai trưởng các ca đoàn, làm việc cho Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, phụ trách các chương trình văn nghệ, tổ chức các chương trình vui chơi giải trí cho mọi người. Từ những người già cô đơn, thanh niên, thiếu nữ đến các trẻ mồ côi cũng như các sinh hoạt chung của các giáo đoàn trong các trại tị nạn. Ngài định cư tại Mỹ năm 1994 và thụ phong linh mục vào năm 2004. Ngài vẫn sinh hoạt và hát tại các buổi đại nhạc hội, các buổi gây quỹ, các thánh lễ và trong các chương trình của tiểu chủng viện, đại chủng viện. Ngoài công việc mục vụ thì sáng tác nhạc, ca hát và sinh hoạt công tác bác ái xã hội như là phần sống trong thân thể, trong máu của linh mục Tiến Linh. Linh mục ca nhạc sĩ Tiến Linh có trên 200 bài hát đã được thu âm trong 19 album, CD, DVD, karaoke và đã được phát hành rộng rãi khắp nơi trên thế giới. Dòng nhạc của linh mục Tiến Linh rất thật và rất thân thương, thực tế với đời sống của mọi người. Không phân biệt tôn giáo hoặc đẳng cấp, luôn nhận được nhiều tình cảm yêu mến và ủng hộ của khán thính giả khắp nơi. Hiện nay, ngài sống và mục vụ tại Hoa Kỳ. Search YouTube với cụm từ Linh mục Tiến Linh, chúng ta có thể tìm thấy những video hàng trăm ngàn lượt nghe của ngài rất hay và nhẹ nhàng. Ed sẽ để lại link YouTube của ngài dưới phần bình luận, mọi người có thể đón nghe nhé. Nguyện xin Chúa ban bình an và đồng hành với sứ vụ của Ngài luôn mãi. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.